Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Năm 2017, cô gái dân tộc Giao Phượng Mùi Mấy xuống Hà Nội học đại học, ngành công nghệ thông tin, hoàn cảnh gia đình khó khăn cô phải làm thêm kiếm tiền đóng học phí. Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại khá, mấy dễ dàng tìm được công việc nhân viên văn phòng. Tuy nhiên, mức lương ở đây không đủ trang trải, mấy quyết định nghỉ làm về quê tìm cơ hội. Về Hà Giang, mấy yêu và lấy một chàng trai cùng quê. Thế nhưng cả hai chia tay khi mấy mang thai. Dù đang mang thai nhưng ở quê không có thu nhập, mấy đành xuống Hà Nội làm shipper. Cô chạy xe giao hàng đến cận ngày dự sinh để dành được ít tiền cô về quê sinh con. Sinh con được 3 tháng, mấy đưa bé về lại Hà Nội để tiếp tục làm shipper. Ban đầu mẹ và em họ đi theo chồng cháu giúp cô. Đến khi bé được 10 tháng tuổi, cô gửi con cho nhà trẻ tư để đi làm. Công việc của mấy bắt đầu từ 6 giờ sáng cho đến 23 giờ đêm. Vì có con nhỏ, mấy không nghĩ đến chuyện xin công việc văn phòng cho ổn định, cô vẫn chọn gắn bó với nghề shipper để có thời gian chăm con. Những hôm con ốm mệt, cô có thể nghỉ làm mà không bị gò bó. Từ 7 giờ đến 16 giờ hàng ngày, mấy gửi con ở nhà trẻ. Sau đó cô đón con về nhà tắm rửa cơm nước. Đến 18 giờ, cô lại chở bé đi theo giao hàng. Lúc bé còn nhỏ, mấy điệu con trước ngực. Khi bé cứng cáp hơn, cô mua chiếc ghế nhỏ cho con ngồi. Bé gái một tuổi dường như hiểu được nỗi khổ của mẹ. Bé ngoan ngoãn hợp tác ít khi quấy khóc buồn ngủ. Bé tự đầu vào bụng mẹ thiếp đi một chút. Đủ giấc, bé thức dậy chơi, bập bẹ tập nói cùng mẹ. Thấy mấy chở con gái nhỏ theo cùng, khách hàng ngạc nhiên, ôi, em cho cả bé đi à, thương quá. Họ chọn cách tiếp cho mấy 5-10.000 đồng để động viên. Để lưu lại hành trình gian khó của hai mẹ con, mấy thường quay các clip nho nhỏ và đăng trên trang cá nhân, bất ngờ những clip này được cộng đồng mạng chú ý. Tính đến, đến nay, mẹ con mấy rong ruổi mưu sinh bên nhau đã được 4 tháng, đôi lúc mệt, mấy ứ nước mắt nhưng nhìn con cô lại vui. Cô tự nhủ cố gắng kiếm tiền rồi học thêm một nghề ổn định, khi đó mẹ con không phải theo nhau vất vả như bây giờ.